Tính tương tục của tâm thức. Theo quan điểm Phật giáo, luận cứ chính xác nhận có tái sinh là dựa trên một hiểu biết sâu xa về tâm tương tục. Tâm thức từ đâu đến? Nó không thể không từ đâu mà khởi lên. Mỗi sát na tâm không thể khởi nếu không có sát na tâm đi trước nó. Đức Dalai Lama giải thích tiến trình phức tạp này như sau. Căn bản trên đó, Phật giáo chấp nhận có tái sinh, chính yếu là sự tương tục của tâm thức. Hãy lấy thế giới vật chất làm ví dụ. Tất cả yếu tố trong vũ trụ hiện tại của chúng ta, cho đến mức vi tế nhất, có thể tìm về một nguồn gốc, một khởi điểm. Ở đấy mọi vật thể của thế giới vật chất được cô đọng lại thành cái mà khoa học gọi là lượng tử. Những phân tử này lại là kết quả sự phân hóa của một vũ trụ có trước nó. Bởi thế, có một chu kỳ miên diễn trong đó, vũ trụ thành và hoại rồi lại tái sinh. Tâm cũng tương tự như thế. Sự kiện ta có một cái gọi là tâm hay thức thật rõ ràng. Vì kinh nghiệm chúng ta chứng tỏ sự hiện hữu của nó. Rồi kinh nghiệm cũng cho thấy rõ rằng cái mà ta gọi là tâm hay thức luôn luôn thay đổi theo hoàn cảnh điều kiện. Điều này cho ta thấy bản chất liên tục và thay đổi của tâm thức. Một sự kiện khác nữa cũng rõ ràng là những tầng lớp thô của tâm thức liên lạc mật thiết với những trạng thái vật lý của cơ thể và kỳ thực tùy thuộc vào chúng. Nhưng phải có một căn bản nào đó, một năng lực, nguồn gốc khiến cho tâm thức, khi tác động hỗ tương với những phân tử vật chất, có thể sản xuất những hữu tình chúng sinh. Cũng như bình diện vật chất, tâm cũng phải có sự tương tục từ quá khứ. Bởi thế, nếu bạn theo dấu tâm trở về quá khứ, thì bạn sẽ thấy bạn đang tìm về nguồn gốc của tâm tương tục. Hệt như của thế giới vật chất là một chiều không gian vô biên, bạn sẽ thấy nó không có khởi thủy. Bởi thế, phải có những đời tái sinh tương tục thì dòng tâm thức tương tục mới có ở đấy. Phật giáo tin ở lý duyên sinh, theo đó mọi sự đều biến đổi và đều có nguyên nhân và điều kiện. Bởi thế, không có chỗ cho một thần sáng tạo hay những thực thể tự sinh. Đúng hơn, mọi sự phát sinh do kết quả của những nhân và duyên hay điều kiện. Bởi vậy, tâm hay thức cũng xuất hiện kể như hậu quả của những tâm đi trước nó. Khi nói về nhân và duyên, có hai loại. Những nguyên nhân thực thụ, chất liệu từ đó một vật được sinh ra, và những yếu tố hợp tác góp phần vào sự tạo nên vật ấy. Hay pháp duyên sinh ấy. Trong trường hợp tâm và thân, mặc dù cái này có thể ảnh hưởng cái kia, song cái này không thể là chất liệu của cái kia. Tâm và vật, mặc dù lệ thuộc lẫn nhau, song không phải là những nguyên nhân thực thụ thuộc loại chất liệu cho nhau. Đây là cơ sở trên đó Phật giáo chấp nhận có tái sinh. Phần đông người hiểu từ ngữ tái sinh như một vật sinh trở lại, du hành từ đời này sang đời khác. Nhưng trong Phật giáo, chúng tôi không tin có một thực thể độc lập bất biến như một linh hồn hay cái ngã tồn tại sau khi thân xác chết đi. Cái yếu tố đem lại sự tiếp nối những đời sống, theo Phật giáo, không phải là một thực thể, mà là tầng lớp vi tế sâu xa tối hậu của tâm thức. Đức Dalai Lama giải thích. Theo lối giải thích Phật giáo, nguyên lý sáng tạo tối hậu là tâm, có nhiều tầng lớp của tâm. Cái mà ta gọi là bản tâm sâu xa nhất vẫn luôn luôn hiện diện ở đấy. Sự tương tục của bản tâm ấy hầu như là một cái gì trường cửu, như những lượng tử không gian. Trong địa hạt vật chất, đấy là lượng tử, tức phân tử không gian. Trong địa hạt tâm thức, đấy là ánh sáng căn bản, điểm linh quang, vân vân. Điểm liên quan với năng lực đặc biệt của nó tạo nên sự móc nối với tâm. Cách tái sinh xảy ra đã được minh họa rõ ràng trong ví dụ sau. Những hiện hữu liên tiếp trong một chuỗi tái sinh không giống như những hạt ngọc trong một chuỗi ngọc,
được sâu lại với nhau bằng một sợi dây gọi là linh hồn, xuyên qua tất cả hộp châu. Đúng hơn, chúng như những con xúc xắc chồng lên nhau. Mỗi con xúc xắc là riêng biệt, nhưng nó chống đỡ con ở trên nó, tự căn để có liên hệ với nhau. Giữa những con xúc xắc không có sự giống nhau, nhưng có điều kiện tính. Kinh điển Phật giáo nói rất rõ về tiến trình duyên sinh hay điều kiện tính này. Bậc Thánh Tăng Nagasena đã giải thích cho vua Milinda trong một loạt những giải đáp nghi vấn mà nhà vua đã hỏi ngài. Vua hỏi, khi một người nào tái sinh thì y là một với người vừa chết hay là khác? Nagasena trả lời, không phải một cũng không phải khác. Nếu một người đốt một ngọn đèn, có thể cho nó ánh sáng suốt đêm không? Có thể. Ngọn đèn cháy trong canh một có phải là một với ngọn đèn cháy trong canh hai hay canh cuối? Không. Như vậy, có phải nghĩa là ngọn đèn canh một khác, ngọn đèn canh hai khác, ngọn đèn canh ba khác? Không, vì cũng chính ngọn đèn ấy cháy suốt cả đêm. Tái sinh cũng giống như vậy. Một hiện tượng này khởi lên và hiện tượng kia chấm dứt, hai cái đồng thời. Bởi thế, tâm đầu tiên khởi lên trong đời sống mới không phải một cũng không phải khác với tâm cuối cùng trong đời trước. Nhà vua xin một ví dụ khác để giải thích rõ bản chất của tương quan này, và Nagasena đã so sánh với sữa. Ván sữa, bơ hay da ua làm ra từ sữa không phải là một với sữa, nhưng cũng không phải khác, vì hoàn toàn tùy thuộc vào sữa. Khi ấy, nhà vua hỏi, nếu không có thực thể nào di chuyển từ thân xác này qua thân xác khác, thì có phải là ta sẽ thoát khỏi những nghiệp xấu mà ta đã làm trong các đời trước? Nagasena cho tỉ dụ sau đây. Một người ăn trộm xoài của người khác, xoài y lấy không phải xoài người chủ đã trồng, làm sao lại phạt y được? Lý do y bị phạt là những trái xoài y ăn trộm chỉ có được nhờ trước tiên người chủ có trồng ra. Cũng thế, chính vì những nghiệp của ta trong quá khứ, thanh tịnh hay không thanh tịnh, mà ta được nối liền với một đời khác và không thể thoát khỏi hậu quả. Nghiệp. Vào canh 2, khi Phật đạt giác ngộ, ngài chứng một loại hiểu biết hay minh thứ hai, bổ túc cho trí biết về tái sinh hay túc mạng trí. Đó là trí biết về nghiệp, định luật tự nhiên của nhân và quả. Với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, ta thấy khẩu tình chết và tái sinh, người hạ liệt, kẻ cao sang, người may mắn, kẻ bất hạnh, tùy theo hành nghiệp của chúng. Lời dịch giả, tùy nghiệp thú trí, liên hệ đến thiên nhãn. Sự thật và năng lực điều động tái sinh là cái mà ta gọi là nghiệp. Người ta thường hiểu lầm nghiệp với định mệnh hay tiền định. Tốt nhất nên hiểu nghiệp là luật nhân quả tất yếu điều khiển vũ trụ. Danh từ karma tức nghiệp có nghĩa là hành động, và karma vừa là năng lực tiềm tàng trong hành động, vừa là hậu quả mà hành động đem lại. Có nhiều loại nghiệp, nghiệp quốc tế, nghiệp quốc gia, nghiệp đô thị và nghiệp cá nhân. Tất cả đều tương quan mật thiết với nhau, và chỉ có một người đã giác ngộ mới hiểu được sự phức tạp của chúng. Nói giản dị thì nghiệp là gì? Nó có nghĩa là bất cứ gì ta làm qua thân, lời và ý đều sẽ có một hậu quả tương ứng. Mỗi hành vi dù nhỏ nhất đều mang nặng những kết quả của nó. Những bậc thầy nói rằng chỉ một chút độc dược cũng có thể gây ra cái chết. Một hột nhỏ cũng có thể trở thành một cây khổng lồ. Và Đức Phật cũng vậy. Đừng khinh việc ác nhỏ chỉ vì nó nhỏ. Một đống lửa nhỏ cũng có thể đốt cháy một đống cỏ khô lớn như ngọn núi. Ngài còn dạy, đừng xem thường việc lành nhỏ, nghĩ rằng không lợi lạc. Những giọt nước tuy nhỏ cũng có thể làm đầy hồ. Nghiệp không hư hoại như những vật thể ở ngoài hay trở thành vô hiệu lực. Nó không thể bị thời gian, lửa hay nước phá hoại.
năng lực của nghiệp sẽ không bao giờ biến mất cho đến khi nó chín mùi. Mặc dù những hậu quả của nghiệp chúng ta có thể chưa chín, nhưng chúng chắc chắn sẽ chín khi gặp điều kiện thích hợp. Thường chúng ta quên những gì mình làm, và thật lâu về sau, những hậu quả mới đến đuổi kịp chúng ta. Khi ấy, ta không thể nào liên hệ chúng với những nhân sinh ra chúng. Zygmunt Limpa đã nói, hãy tưởng tượng một con đại bàng đang bay cao trên bầu trời, không có bóng, không có gì chứng tỏ nó có ở đấy. Rồi thình lình nó rình mồi lặn xuống và sà xuống đất. Và khi nó rớt xuống thì cái bóng đe dọa của nó xuất hiện. Những hậu quả hành động chúng ta thường bị triển hạn, ngay cả vào những đời sau. Chúng ta không thể gán một nguyên nhân duy nhất, vì bất cứ biến cố nào cũng có thể là một pha trộn vô cùng phức tạp của nhiều nghiệp chính cùng một lúc. Bởi thế, chúng ta có khuynh hướng cho rằng mọi sự tình cờ xảy đến cho chúng ta. Và khi mọi sự tiến hành tốt đẹp, ta chỉ gọi đấy là may mắn. Tuy nhiên, cái gì khác ngoài nghiệp có thể thực sự giải thích thỏa đáng những sai khác kỳ lạ giữa chúng ta? Dù chúng ta có thể sinh ra trong cùng một gia đình hay xứ sở, hay trong những hoàn cảnh giống nhau, chúng ta đều có tính tình khác nhau, gặp những sự việc hoàn toàn khác nhau, có tài năng khác nhau, khuynh hướng và số phận khác nhau. Như lời Phật dạy, hiện tại ta là những gì trong quá khứ ta đã từng là, và tương lai ta sẽ là gì tùy thuộc vào hiện tại ta làm gì. Padmasambhava cũng nói, muốn biết đời quá khứ, hãy nhìn tình trạng hiện tại của bạn. Muốn biết đời vị lai, hãy nhìn những hành động hiện tại. Thiện tâm. Như vậy, loại tái sinh mà ta sẽ có trong đời vị lai được định đoạt bởi bản chất của những hành động ta trong đời hiện tại. Và điều thật quan trọng là đừng bao giờ quên rằng hậu quả của hành động chúng ta hoàn toàn tùy thuộc vào ý định hay động cơ đằng sau những hoạt động ấy, chứ không phải tùy theo phạm vi tầm mức của chúng. Vào thời Phật, có một bà lão ăn xin tên gọi là Nương Tựa Niềm Vui. Bà thường ngắm những vua chúa và mọi người cúng dường Phật và đệ tử của Ngài, và không có gì bà thích hơn là được làm như họ. Bởi thế, bà đi xin suốt ngày và được một đồng tiền nhỏ. Bà đem đồng tiền ấy đi mua một ít dầu. Người bán dầu bảo bà không mua gì được với đồng tiền ít ỏi ấy. Nhưng khi nghe bà muốn cúng Phật, anh ta thương hại, cho bà một ít dầu bà cần. Bà đem đến chùa đốt một cây đèn và phát nguyện. Con không có gì cúng dâng Phật ngoại trừ cái đèn nhỏ này. Nhưng do sự cúng dường này, mong cho con đời sau có trí tuệ. Mong cho con giải thoát tất cả khử tình ra khỏi bóng tối ngu si. Mong cho con tịnh hóa tất cả những cấu uế chướng ngại của họ và đưa họ đến giải thoát. Đêm ấy, tất cả các ngọn đèn đều cháy hết cả dầu. Nhưng vào lúc bình minh, ngọn đèn của bà lão vẫn tiếp tục cháy. Khi tôn giả Mục Kiền Liên đi thâu lại những cây đèn, khi trông thấy ngọn đèn còn cháy sáng, đầy dầu và bất mới, Ngài nghĩ, không lý gì để cho cây đèn này vẫn cháy vào ban ngày. Và Ngài cố thổi tắt, nhưng cây đèn vẫn cháy. Ngài lấy tay bóp, lấy y chụp lên cho nó tắt, mà nó vẫn tiếp tục cháy sáng. Đức Phật vẫn nhìn Ngài từ lúc đầu và bảo, Mục Kiền Liên, có phải ông muốn dập tắt ngọn đèn ấy không? Ông không làm được đâu. Ông không di chuyển được nó, chứ đừng nói là dập cho nó tắt. Nếu ông đem được bốn biển mà tưới lên cây đèn này, nó vẫn không tắt được. Tại sao? Vì cây đèn này đã được đốt lên để dâng cúng với tất cả niềm sùng kính và với tâm trí thanh tịnh. Chính động cơ ấy đã làm cho nó có công đức vô cùng. Khi Đức Phật nói lời này, thì bà lão ăn xin đi đến Ngài và Ngài nói lời thọ ký cho bà trong tương lai sẽ thành Phật, hiệu là ánh sáng ngọn đèn. Như vậy, chính động lực tốt hay xấu của chúng ta đã định đoạt kết quả hành động của chúng ta. Santideva đã nói, tất cả niềm vui có được trên đời
đều do muốn an lạc cho kẻ khác. Tất cả đau khổ trên đời này đều do muốn hạnh phúc cho chính mình. Vì luật nhân quả là không lầm lẫn và không thể tránh. Mỗi khi ta hại người khác là ta đang tự hại mình. Mỗi khi ta đem lại hạnh phúc cho người khác là ta đang đem lại cho chính chúng ta hạnh phúc tương lai. Bởi thế, Đức Đà Lai Lạt Ma đã nói: nếu bạn cố hàng phục những động lực ích kỷ, giận dữ vân vân và phát triển lòng từ bi đối với người khác, thì cuối cùng bạn sẽ được lợi lạc hơn nhiều cho chính bạn. Bởi thế, tôi thường bảo những người ích kỷ khôn ngoan nên thực hành kiểu đó. Những kẻ ích kỷ dại dột thì luôn luôn nghĩ về chính mình và kết quả là không được cái gì. Người ích kỷ khôn ngoan thì nghĩ tới người khác, giúp đỡ người khác càng nhiều càng tốt. Và được kết quả là chính họ cũng nhận được lợi lạc. Niềm tin vào tái sinh cho ta thấy có một thứ công bằng tối hậu hay thiện tính trong vũ trụ. Chính thiện tính ấy mà tất cả chúng ta đang cố phơi bày, làm cho hiển lộ. Bất cứ khi nào chúng ta có hành động tích cực là ta đang tiến về phía nó. Khi ta hành động tiêu cực là ta bích lấp nó. Và khi ta không thể biểu lộ nó trong đời sống và hành động của ta, thì ta cảm thấy đau khổ, bất mãn. Vậy, nếu bạn muốn rút ra một thông điệp từ sự kiện tái sinh, thì đó sẽ là phát triển thiện tâm, mong muốn người khác được hạnh phúc lâu dài và hành động để có được hạnh phúc ấy. Đức Đà Lai Lạt Ma đã nói: không cần xây chùa, không cần triết lý rắc rối. Trí não ta, trái tim ta là ngôi chùa của ta. Triết lý của tôi là lòng tốt. Tính sáng tạo. Nghiệp như vậy không có tính cách định mệnh hay tiền định. Nghiệp là khả năng của chúng ta có thể định đoạt cách thức và lý do chúng ta hành động. Chúng ta có thể thay đổi. Tương lai nằm trong tay ta và trong tay của trái tim ta. Phật dạy, nghiệp tạo tất cả như một họa sĩ, nghiệp sáng tác như một vũ công. Vì mọi sự là vô thường, tuôn chảy và khổ tương lệ thuộc, nên cách làm và nghĩ của ta đương nhiên thay đổi tương lai. Không có hoàn cảnh nào dù có vẻ ghê gớm, vô vọng tới đâu, như một cơn bệnh tới thời kỳ chót mà chúng ta không thể sử dụng để tiến hóa. Và không có tội ác hay sự tàn bạo nào mà không được tịnh hóa nhờ sự sám hối chân thành và tu tâm thật sự. Milarepa được xem như vị đạo sư du già vĩ đại nhất ở Tây Tạng, một nhà thơ, một bậc thánh. Tôi còn nhớ hồi nhỏ tôi đã ớn lạnh như thế nào khi đọc câu chuyện đời ngài và nghiền ngẫm những bức minh họa trong cuốn tập chép tay của tôi về cuộc đời ngài. Khi còn trẻ, Milarepa đã được huấn luyện làm phù thủy. Và với tà thuật, ngài đã giết và tàn hại vô số người. Thế nhưng nhờ ăn năn sám hối và những nỗi đau khổ nhọc nhằn mà ngài đã phải chịu đựng với vị thầy vĩ đại Mapa, ngài đã có thể lọc sạch tất cả ác nghiệp. Ngài tiến lên đến sự giác ngộ, trở thành một nguồn cảm hứng cho hàng triệu người sau qua nhiều thế kỷ. Ở Tây Tạng chúng tôi nói, ác nghiệp có một điều hay, đó là nó có thể được tịnh hóa. Bởi vậy, luôn luôn còn có hy vọng, ngay cả những kẻ sát nhân và những kẻ trọng tội ghê gớm nhất cũng có thể thay đổi và vượt qua cái hoàn cảnh đưa họ đến tội lỗi. Hoàn cảnh hiện tại của chúng ta, nếu biết sử dụng khéo léo, có trí tuệ, có thể gợi khứng cho ta thoát khỏi dây trói của đau khổ. Những gì đang xảy ra cho ta hiện tại phản ánh nghiệp quá khứ của ta. Nếu ta biết điều ấy và biết thật sự, thì mỗi khi đau khổ hay khó khăn giáng xuống cho ta, ta sẽ không xem chúng đặc biệt như một thất bại hay tai họa, hay xem đau khổ như một sự trừng phạt nào đó. Chúng ta cũng không trách kẻ khác hay tự ghét mình. Chúng ta xem đau khổ mà ta đang trải qua cũng như sự hoàn tất của những kết quả của nghiệp quá khứ. Người Tây Tạng nói rằng đau khổ là một cái chổi quét sạch những nghiệp ác của ta. Chúng ta lại còn nên cảm ơn sự đau khổ
vì đấy là một cái nghiệp ta đang đi đến kết thúc. Chúng ta biết rằng sự may mắn, một kết quả tốt của nghiệp có thể trôi qua nếu ta không khéo sử dụng. Nhưng rủi ro, kết quả của ác nghiệp, quả có thể đem cho chúng ta một cơ hội tuyệt diệu để tiến hóa. Với những người Tây Tạng, nghiệp có một ý nghĩa thiết thực sống động trong đời sống hàng ngày. Họ sống những nguyên lý của nghiệp, trong sự hiểu biết sự thật của nó, và đây là căn bản của đạo đức Phật giáo. Họ hiểu nghiệp là một tiến trình tự nhiên và công bằng. Bởi thế, nghiệp gợi cho họ có được một ý thức trách nhiệm cá nhân trong bất cứ việc gì họ làm. Hồi tôi còn bé, gia đình tôi có một nô bộc kỳ diệu tên là Ape Doji. Thương tôi rất mực. Ông ta thật sự là một người thánh thiện, suốt đời không bao giờ hại ai. Mỗi khi tôi nói hay làm điều gì có hại, ông liền nhẹ nhàng nói, ồ, thế là không phải. Bằng cách ấy, ông gieo cho tôi một ý thức sâu xa về sự có mặt khắp nơi của nghiệp. Và hầu như một thói quen máy móc để chuyển hóa những phản ứng của tôi nếu tôi có một ý tưởng tai hại. Có phải thực sự khó thấy vận hành của nghiệp không? Há chẳng phải ta chỉ cần nhìn lại đời mình để thấy những hậu quả của một vài nghiệp chúng ta đã làm. Khi chúng ta làm tổn thương một người nào, có phải là nó dội lại trên chính ta? Có phải chúng ta còn lại một hoài niệm đen tối đắng cay và bóng đen của sự tự ghét? Hoài niệm và bóng đen đó chính là nghiệp. Những thói quen và những nỗi sợ của chúng ta cũng thế là do nghiệp, hậu quả những hành động, lời nói, tư tưởng ta đã làm trong quá khứ. Nếu ta xem xét những hành động của ta và thực sự ý thức về chúng, ta sẽ thấy rằng có một mẫu mực luôn luôn trở lại trong những hành động của ta. Bất cứ lúc nào ta có những hành động xấu, nó liền đưa đến đau khổ. Khi ta có hành động tốt, cuối cùng sẽ có kết quả là hạnh phúc. Trách nhiệm. Tôi vẫn thường xúc động về sự xác nhận của những báo cáo về kinh nghiệm cận tử, vì nó cho thấy rõ ràng sự thật về nghiệp. Một trong những yếu tố chính của kinh nghiệm cận tử, một yếu tố đã gợi nhiều suy nghĩ, là sự thấy lại toàn cảnh cuộc đời. Hình như rằng những người trải qua kinh nghiệm này không những thấy lại những chi tiết sống động nhất của cuộc đời đã qua, mà còn có thể chứng kiến những ẩn ý trọn vẹn nhất của những gì họ đã làm. Quả thế, họ kinh quá toàn thể những hậu quả hành động của họ trên người khác, và tất cả những cảm giác mà họ đã khơi dậy trong người khác có thể là rất kinh khủng. Mọi sự trong suốt cuộc đời trải ra trước mắt tôi hổ thẹn vì nhiều chuyện tôi đã kinh quá. Vì lúc đó dường như tôi có một cái biết khác. Không những tôi thấy lại những gì tôi đã làm, mà còn thấy ảnh hưởng việc làm ấy trên người khác. Tôi nhận ra rằng ngay những ý tưởng của ta cũng không mất. Cuộc đời tôi trải ra trước mắt tôi, mọi cảm xúc tôi đã từng có trong đời tôi đều cảm thấy, và mắt tôi chỉ cho tôi thấy cái căn bản là những cảm xúc ấy đã ảnh hưởng đến đời tôi như thế nào. Đời tôi đã làm gì bấy lâu nay để ảnh hưởng đến những cuộc đời người khác, vân vân. Tôi chính là những người mà tôi làm thương tổn, và tôi chính là người mà tôi làm sung sướng. Đấy là một sự sống lại mọi ý nghĩ tôi đã nghĩ, mọi lời tôi đã nói, mọi việc tôi đã làm, cùng với hậu quả của từng ý nghĩ, lời nói, hành vi của tôi đối với mọi người, và bất cứ người nào ở trong tầm ảnh hưởng tôi, dù tôi có biết họ hay không. Cộng thêm hậu quả của mỗi ý nghĩ, lời nói và hành động tôi đối với thời tiết, cây cối, loài vật, đất, nước, lửa, gió. Tôi nghĩ rằng những chứng cứ này đáng được xem xét thật nghiêm túc. Chúng sẽ giúp tất cả chúng ta nhận chân được những hành ẩn của hành động, lời nói và ý nghĩ của chúng ta, và buộc chúng ta trở nên có trách nhiệm. Tôi đã để ý rằng nhiều người cảm thấy bị đe dọa trước thực tại về nghiệp, vì họ bắt đầu hiểu được họ không thể thoát khỏi định luật tự nhiên của nó. Có nhiều người tuyên bố họ coi thường nghiệp, nhưng tận tâm để
họ vẫn có những hoài nghi sâu xa về sự phủ nhận của họ. Ban ngày, họ có thể hành động hoàn toàn coi khinh đạo đức. Nhưng khi một mình ban đêm, tâm họ thường u ám và dao động. Cả Đông lẫn Tây đều có những lối đặc biệt đưa cái cách họ hiểu về nghiệp ra để tránh né trách nhiệm. Ở phương Đông, người ta dùng nghiệp để làm cái cớ khỏi giúp đỡ người khác, bảo rằng người nào khổ là do cái nghiệp của họ. Trong thế giới tư tưởng tự do ở phương Tây thì ngược lại, những người Tây phương tin vào nghiệp có thể nhạy cảm và cẩn thận quá lố, và bảo rằng thật sự nếu ta giúp người nào tức là can thiệp vào cái nghiệp của họ, một cái gì họ phải tự lo liệu lấy cho mình. Thật là một cách né tránh phản lại lòng nhân đạo. Có lẽ ta nên cho rằng cái nghiệp của chúng ta là tìm cách giúp đỡ họ. Tôi biết nhiều người giàu có, tài sản họ có thể tàn phá họ khi họ làm tăng thêm thói ích kỷ và lười biếng. Nhưng họ cũng có thể tóm lấy cơ hội mà tài sản đem lại để giúp đỡ người khác. Và khi làm như thế là giúp đỡ chính họ. Đừng bao giờ quên rằng chính qua hành động, lời nói và ý nghĩ mà ta có quyền chọn lựa. Và nếu ta chọn lựa, ta có thể chấm dứt đau khổ và nguyên nhân đau khổ và giúp cho tiềm năng chân thật của ta, Phật tính, thức dậy trong ta. Chừng nào Phật tính này hoàn toàn thức tỉnh, chừng nào chúng ta được giải thoát khỏi vô minh và hòa nhập với tâm giác ngộ bất tử, thì ta mới có thể chấm dứt vòng sống chết. Như vậy, giáo lý dạy ta, nếu ta không chịu đảm nhận toàn trách nhiệm cho chính mình trong đời hiện tại, thì sự đau khổ của chúng ta sẽ tiếp tục dài dài, không những một vài đời mà hàng ngàn đời. Chính nhận thức nghiêm trọng này đã làm cho những người theo Phật xem những đời sau còn quan trọng hơn cuộc đời này. Vì còn có nhiều điều chờ đợi chúng ta trong tương lai. Cái thấy trường kỳ ấy chủ động lối sống của họ. Họ biết rằng nếu chúng ta vì một đời này mà không nghĩ gì đến tương lai vô tận, thì cũng giống như điên rồ đem tất cả tiền dành dụm được cả đời vào một cuộc rượu duy nhất, không cần biết hậu quả. Nhưng nếu chúng ta tuân theo luật nhân quả và đánh thức thiện tâm, lòng từ bi trong ta, nếu chúng ta thanh lọc dòng tâm thức và dần dần khơi dậy trí tuệ của tự tính, thì chúng ta có thể thành một con người đúng nghĩa và cuối cùng sẽ giác ngộ. Albert Einstein đã nói, một con người là một phần của toàn thể vũ trụ, một phần được giới hạn trong thời không. Nó tự xem mình, những tư tưởng cảm giác của mình như là cái gì tách biệt với toàn thể. Đây là một loại ảo tưởng của tâm thức. Ảo tưởng này là một nhà tù giam giữ chúng ta, giới hạn chúng ta vào những dục vọng riêng và chỉ yêu mến vài người gần chúng ta nhất. Nhiệm vụ chúng ta là phải giải thoát mình khỏi ngục tù ấy bằng cách nới rộng vòng bi mẫn để bao gồm tất cả sinh loài và tất cả thiên nhiên trong vẻ đẹp của nó.